Đây là sản phẩm chuối hột thái miếng của Điện Biên đặc sản. Thì ở đây tôi có demo 2 gói. Một số các anh chị mình bị sỏi thận, sỏi mật hay là tiểu đường thì chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm này. Cái quả chuối hột này thì còn nhiều các cái tác dụng nho nhỏ nữa, nhưng mà mình sẽ chỉ nói những tác dụng chính như vậy. Và cái sản phẩm này là cái túi này 1 cân có giá là 45.000 đồng. Cái này thì được một, nghĩa là một cái quả bình thường, người ta chặt ra quả chuối bình thường, người ta chặt ra, chặt miếng ra và người ta phơi, bao gồm có cả phần vỏ này, phần hột, phần ruột, người ta sẽ phơi ra, giá 45.000 đồng. Thì cái này anh chị cô chú mua về mình sẽ ngâm vào rượu để uống, và mỗi một cái cân này chúng ta sẽ sử dụng 5 lít rượu để chúng ta ngâm. Chúng ta sẽ phải rửa sạch đi để ngâm, rửa sạch và tráng qua rượu rồi bỏ vào bình, sau đó chúng ta đổ cái rượu khoảng tầm 40 độ cồn vào trong cái bình mà đã chứa cái chuối hột này rồi. Chúng ta ngâm khoảng 3 tháng thì chúng ta sẽ bỏ ra uống là hợp lý nhất. Từ 3 tháng trở lên thì mọi người mới lên uống. Khi mà ngâm thì cái chuối này nó sẽ thôi màu ra, nó sẽ có cái màu ngà đen, hơi đen đen. Đấy, màu sậm đen. Thì mình sẽ quay cụ thể cho mọi người xem về cái miếng chuối nó như thế nào. Miếng chuối của bên mình thì đã được sàng sảy cụ thể rồi, cho nên mọi người gần như là không thấy những cái bụi hay vụn nhỏ ở trong cái này. Nghĩa là bên mình đã làm rất là sạch rồi. Đây, mọi người có thể thấy cái miếng chuối đã khô hết cỡ rồi, nên là sẽ không có hiện tượng là mốc hay là kiểu như mình nó dính ẩm, nó lên nấm mốc ở bên trong là hoàn toàn không có. Đó. Miếng chuối nó rất là sạch, rất đẹp. Nhưng mà trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng thì chúng ta vẫn phải rửa đi để chúng ta ngâm lại. Chắc chắn rồi. Ok. Đây là cái sản phẩm miếng chuối rừng, nghĩa là cái quả chuối thái nát ra. Đây là miếng của quả chuối thái nát. Thế thì giá của nó là một túi này 1 cân là 45.000 đồng. Và cái phí ship thì bên Viettel họ sẽ tính riêng. Ok. Tùy theo mọi người đặt theo cái số lượng, bên họ sẽ tính theo cái số lượng cân. Lúc mọi người đặt hàng theo số điện thoại 0947 010585 hoặc là nhắn tin qua Zalo theo số đó, thì mình sẽ tính cước, mình báo với lại anh chị cô chú để anh chị cô chú chủ động thấy xem nào sản phẩm và cước nó có hợp lý hay không để anh chị đặt hàng. Rồi, xin kính chúc các anh chị cô chú sức khỏe và thịnh vượng. Cảm ơn mọi người đã xem video.